Ô nhà. Thôi, trống trơn hết rồi. Vâng, cô. Ôi. Trong nhà như ngoài giới này. Nó Đổ hết à? đổ xuống. Vừa mới đầu nó xong được 2 ngày. Thế là tối là hai thằng về bên kia ngủ hết à? Không ở đây thì đâu ngủ. Đây, không có chỗ ngủ. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều rồi các bạn. Anh em tranh thủ chạy vào nhà hai cháu Vần và Mồ Côi. Lâu rồi cũng không lên hình hai cháu Vần và các bạn. Vì là thời điểm vừa rồi thì các bạn cũng thấy đấy. Anh em cũng không thể ra được nhiều video. Đấy, cũng có rất là nhiều các bác khán giả cũng mong chờ những video của kênh. Và đến thời điểm này thì cũng mới bắt đầu có thể đi làm lại được. Mong là cô bác anh chị cùng theo dõi kênh và ủng hộ cho kênh. Thời điểm này ở trên Yên Minh thì vừa rồi thì có mưa các bạn. Mưa thì đây, những cái vùng này đều bị sạt hết. Đấy. Và hôm nay vào trong nhà hai cháu thì bây giờ thì hai cháu đã bắt đầu đi học rồi các bạn. Và hôm nay thì có mua gạo, mua mì, mua sữa vào cho Vần và. Và cũng có thêm một cái tin vui nữa, đó là có thêm được những cái trợ duyên đến từ các nhà hảo tâm, đó là bà Liễu Không ở Mỹ. Ok. Hai anh em hôm nay có đi học không? Sao quần áo bẩn thế? Đi học về. Khỏe không? Thấy bảo nhà bị sập hết tường rồi. Nó mưa to quá, nó sập bê bê trong này. Đằng sau đấy gì? Đầu nó vứt ra ngoài. Lâu rồi anh không vào. Nào, một thanh niên cầm cái chú cái này. Vần cầm này. Thanh niên này cầm cái này. Còn em hộ anh cái này. Anh hôm nay đậu lưng quá. Chồng em đi làm rồi à? Đi làm rồi. Em vừa mới đi làm về tới nhà. Đi làm gì đấy? Đợt vừa rồi chắc là mưa nhiều là cái đằng sau là nó ngấm nước à? Nhà anh này xây xong đấy. Xây một cái ngôi nhà trên này, nếu mà nhà của bà con người Mông thì rất là nhanh các bác nhá. Đấy, kiến trúc chỉ có xây 4 bức tường sau đấy là lợp là xong. Xây rất là cao nhưng mà không có một tí rằng tường nào cả. Đấy, thậm chí này đây, ngon tí này. Những cái rầm trong kia là chạy một phát đâm vào tường này. Đấy, xong là không chạy rầm xung quanh tường. Ô nhà. Thôi, trống trơn hết rồi. Vâng, cô. Ôi. Trong nhà như ngoài giới này. Đổ hết à? Vừa mới đầu nó xong được 2 ngày. Thế là tối là hai thằng về bên kia ngủ hết à? Không ở đây thì đâu ngủ. Đây, không có chỗ ngủ. Có đổ ra ngoài hay đổ vào trong? Nó đổ vào trong này. Cái này. May mà không ở đây nhá. Nó cũng đổ. Nó cũng sát đổ. Thế là nó đổ ù hết vào trong. Cái này nó đổ hết vào trong thì nếu mà mình đổ bên này thì nó bên đây nó cũng không nhìn cũng không tốt máy này đổ bên này không sao. Cái này thì cũng chỉ chờ sập chứ làm sao mà sử dụng được nữa. Đây may có cái nhà bên này thì cái này đầu này nó còn dựa vào được. Cái này nó còn dựa được. Đây nó siêu hết vào đây rồi. Đây nước vẫn còn vẫn còn dính dép này. Đây, những cái cột này cũng mục hết rồi này. Này may là không ở đây đấy, may ui này.
Đổ thì đổ nhưng mà cũng vẫn còn may các bạn. May là hai cháu là cũng được bên nhà chú thím là cưu mang rồi. Cưu mang thì cũng có bữa mèn mén thôi, không có cái gì cả. Tuy nhiên là nếu mà nói về lâu dài thì cũng không thể ở với chú thím được mãi. Vì vợ chồng em Giàng thì em mua thì cũng ốm yếu. Bố của Mua cũng vậy, cũng ốm đau. Đấy, lao động chính bây giờ là chỉ có Mua và vợ thôi. Vợ thì chỉ đi làm nương thôi. Đấy, đợt này thì không biết là Mua chồng em đi làm cái gì đấy Giàng? Nó đi xây đá cho họ. À, đi xây đá à? Đi đá cho nó thì nó đi xây đá. Xây tận đâu? Xây ở tận cái dốc mà gần yêu mình ấy, cái chỗ mà. Tức là không phải đi làm công ty đâu gì, đi làm xây đây thôi gì. Tối thì nó về. À tối về à? Ngày đi tối về à? Học khó thì mình đi làm mình tự ăn ấy. Ừ. Tối nó về. Khoán được nhiều không? Được nhiều tiền. Cũng ít thôi. Nó đi là mười mấy ngày. Gần xong rồi lại hết việc lại nghỉ à? Vâng. Bóng điện này. Ở đây thì vẫn còn điện này. Điện. Bật cái bóng này lên nó sáng. Đấy, bán đi mất một thời gian các bạn. Có bà cũng hỏi vào thế hai cháu vần và thì bây giờ thế nào. Vì cái thời điểm anh em ghi hình thì cũng nhận được những cái sự trợ duyên từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên là về sau là các cháu thì cũng có bên nhà thím. Hai cháu cũng bên nhà thím được... tuy là nhà thím, nhà vợ chồng của em Giàng không có điều kiện. Đấy, hôm sang thì các bác cũng thấy nhà của vợ chồng em Giàng em Mua là cũng hỏng hết rồi. Cũng lụp sụp thôi. Cũng chỉ biết trông một cây ngô để mà có cái ăn hàng ngày. Tuy nhiên là dù khó khăn thì cũng vẫn cứ mang được hai cháu gọi là có chỗ để ở. Vì là cái ngôi nhà này đấy, may hôm đợt vừa rồi, thời điểm mưa vừa rồi là nước ngấm vào đằng sau này. Đây các bác nhìn thấy này, chỗ kia đất còn chưa mang đi được hết. Đấy, ngay đơn giản ở dưới đường kia là nó cũng sạt này, sạt nhiều nhỉ. À, đi đoạn đường vào đây đi sao. Mưa to, đây nó mưa to quá. Cái nhà anh vừa làm xong nó nước cũng chạy vào vòng nhà đây. Chạy vào cái à, nhà anh kia gì? Trên đồi gì? Kiểu đằng sau nó là đất, nó cứ sạt xuống. Đấy, mọi người lại ở đằng sau nó còn ít diện tích lại không làm được rãnh nước nữa. Nó ngấm hết vào nhà. Đây thì nó lại không có đường nước đưa ra này thì nó lại ục vào đây nó đổ. Thôi may. May là tuy là nó hỏng nhà nhưng mà người không sao. May là hai thanh niên này còn được ở bên nhà thím. Có khỏe mạnh. Thế là nó đổ vào buổi sáng hay buổi... Cái này mưa đen nó đổ vào đen này. À, không ai biết luôn. Nó sát đổ như hai thằng con này và ông Sa Bê ngủ hết thì nó đổ này. Thấy mưa to quá nên là về khi dân... Trước đây là thi thoảng là hai mấy ông cháu nó vẫn sang đây ngủ buổi tối đúng không? Nhưng mà thời gian gần đây thì nó mưa cứ thỉnh thoảng mưa to. Thì cứ sang đây ngủ thì... mấy đêm trước này nó mưa to quá thì nó lại đổ. Xá ra xem thì nó không có chỗ để ra nước ra này thì nó ục vào. Tức là nó cứ ngấm dần thì nó đổ. Nó không có nước, chỗ nước thoát là nó đêm là nó đổ đúng không? Vâng. Thì đêm đấy là mấy ông cháu thấy mưa là nó ngấm nhiều rồi nó mới chuyển sang bên nhà. Nó đã đi được một thời gian. Nếu thấy nó không, nó cũng không ổn này nên xa kia ngủ. Thấy mưa to quá không ổn là phải chạy luôn. Vâng. Ngủ đây thì sợ đen thì nó mưa. Rất là nhiều vụ nhá. Những cái ngôi nhà trình tường năm nào ở gần ngoài Yên Minh có một cái trường hợp nhà đổ kiểu nó sạt dần đổ cái nhà trình tường cả cây que đè vào coi như là phủ hết. Mất mấy người đấy. Mất mấy người trong một hộ gia đình. Rất là nguy hiểm. Cái nhà trình tường này thì nó phải là xung quanh nhà nó phải quang này, cộng với lại nó phải có rãnh thoát nước mà nó cứ ngấm nước vào là nó đổ, nó ấy dần ra. Thôi cũng may mắn là không sao đấy anh em. Đợt vừa rồi cũng
cũng bẵng đi mất một thời gian các bạn. Không phải là quên mà là vì lý do cá nhân thôi, vì lý do công việc thôi. Đấy, chứ còn mọi cái khoản kinh phí mà các nhà hảo tâm gửi cho thì anh em vẫn xác định là để làm cái quỹ và anh em sẽ chia sẻ kêu gọi dần để mà mong sao hai cháu có một cái ngôi nhà gọi là kiên cố. Thực ra ở với chú thím thì nó chỉ được gọi là cái trước mắt thôi, chứ còn về lâu về dài thì không thể ở với chú thím cả đời được các bạn. Các em các cháu thì còn sau này còn lớn lên, còn cuộc sống riêng, mà chú thím thì hai em vợ chồng em mua em giàng thì cũng còn con cái, mẹ bố mẹ chồng rồi thì lại còn một bà nữa cơ. Bà cũng năm nay đã cũng ngoài 80 rồi. Bố chồng em giàng thì cũng yếu, ốm đau bệnh tật, mà mua thì các bác cũng nhìn thấy là người cũng nhỏ nhỏ, cũng không được khỏe. Đấy, hai vợ chồng thì cũng chỉ trông một cái nương cái rẫy, rồi thì thi thoảng chồng đi làm thêm thì kiếm được gọi là đồng để thêm vào mua cái mắm cái muối cái thức ăn thêm cho gia đình thôi, cũng không có nhiều. Đấy, nhưng mà hai em thì cũng vẫn cưu mang được hai cháu, cũng rất là cảm ơn tấm lòng của hai em. Tuy nhiên thì về lâu dài thì cũng mong muốn là chia sẻ cái hoàn cảnh của hai cháu, mong là các cô bác các nhà hảo tâm trong và ngoài nước có những cái sự trợ duyên đến để giúp cho hai cháu có cuộc sống có tương lai hơn. Còn hôm nay vào đây thì anh mua gạo nhá, mua mì mua sữa tí mang về bên nhà để cho các cháu nhá, cùng cảm gia đình anh và các nhà hảo tâm có hỗ trợ và có mua sữa và mì gạo về cho nhà em. Cảm ơn các bác các chú và hai anh nhiều. Cái điều bọn anh mong muốn là không chỉ là những cái đồ ăn thức uống hàng ngày, mong là các cháu bây giờ cái ngôi nhà này thì chắc chắn là không thể ở được rồi. Bây giờ thì kệ nó sập ngày nào thì sập thôi, vì là anh thấy những cái cột này xà xiếc nó cũng hỏng hết rồi, ở nguy hiểm lắm, không ở nổi đâu. Nó còn siêu đấy, hôm nọ nó còn siêu ít, hôm nay bây giờ nó thấy siêu, nó chống một cái nhà kia rồi. Cái này để tả thật nó không khổ ổ máy à, cái này cũng sát độ. Hôm nay thì vào với hai cháu Vần và Mồ Côi thì có một cái khoản trợ duyên tiếp từ bà Liễu Không ở Mỹ. Đấy, bà có gửi thêm vào cái quỹ để anh em kêu gọi làm nhà cho hai cháu Vần và, đó là số tiền là 4.780.000 thì là sẽ góp thêm vào quỹ cho hai cháu Vần và, đó là 4.500.000. Số tiền còn lại thì bà hỗ trợ xăng xe đi lại cho kênh. Rất là cảm ơn bà có cái sự quan tâm trước tiên là đến cho trường hợp hoàn cảnh của hai cháu, và bà cũng có cái khoản hỗ trợ cho kênh. Cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà thật nhiều sức khỏe. Cái khoản tiền của bà Liễu Không thì đã gửi cho kênh từ khá là lâu rồi, và có lẽ là bà người sốt ruột nhất vẫn là bà Liễu Không thôi, vì là gửi tiền mà không thấy hai cháu công đức lên video, không thấy công bố gì, mà cũng không thấy vào với lại Vần và, thì trước tiên là cũng phải mong bà thông cảm cho kênh của hai cháu công đức. Đấy, thời điểm vừa rồi thì cháu công bị đau mắt rất là nặng. Đấy, và đến bây giờ thì mắt vẫn cũng chưa thể gọi là ổn lắm đâu, nhưng mà vì là công việc thì thôi cũng cố gắng. Đấy, vì các bác các nhà học tâm tin tưởng, đấy mong bà hết sức thông cảm, thì đến hôm nay là anh em cháu mới vào được, vì là cái khoản tiền bà gửi thì đâu đấy từ ngày 6 tháng 9 rồi, mà hôm nay đã là 21 tháng 9, thì cũng rơi vào tầm nửa tháng rồi. Đấy, rất là mong sự bà thông cảm vì cái sự chậm trễ của kênh của cháu công đức. Đấy, và mong bà hết sức thông cảm. Đấy, kể cả những cái hoàn cảnh khác thôi, là cháu công cháu đức thì cũng chưa thể đi được hết. Đấy, mới đợt vừa rồi đây thì nó ổn thì đến được với lũ anh lũ em và làm công việc của nhà anh Giàng, là những cái công việc cấp bách. Hôm nay quay vào đây thì có mua những cái đồ gạo, gạo rồi thì mì sữa tạm thời cho các cháu đã. Đấy, thì bây giờ hai đứa nó đi học đã có cái đồ gì chưa? Có cặp sách, có quần áo chưa?
quả ấu thì cũng không có tiền mua nên cũng mà bình thường. Cà sách thì cũng không có nữa. Không có à? Mình học lớp 1 thì người ta phát, các cô thầy phát, nhưng mà lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì lại không phát nữa. Thế chủ nhật đi mua quần áo mới lại mua cặp sách mới nhá. Và nhá. Vân nhá. Có thích 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 đồ mới không? Thích cặp mới không? Có. Thật là có. lâu lâu không vào. À, cái buổi đầu tiên vào cũng vậy, nhưng mà sau một vài ba buổi anh em vào thường xuyên hơn thì bạo dạn hơn. Bây giờ lại lâu không vào nên lại. Lại xấu hổ. Chủ nhật này hai chú vào đón ra chợ nhá, đi chợ nhá. Chủ nhật đi chợ nhá. Hả? Có. Đồng ý không? Có mấy cháu có mấy bộ quần áo? Cả em Vân này nữa, có mấy bộ quần áo mặc? Cũng có. Còn nhiều có mấy bộ. Quần áo đây chắc là trước đây đi bọn anh vào phát, chắc mấy cháu này có được lấy không? Không có. Không có lấy. Bên đấy là lùng bụng A thôi. Bên đây là lùng bụng B. Mình chưa phát B bên nào. Bên này lại không, mình không phát có. Ở bên lùng bụng A với lại đời khóa nhỉ. Vâng. Ở đây thì lại không thấy. Rồi đợt này bọn anh sẽ vào phát tiếp. Vẫn còn những cái quần áo ở trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên còn khá là nhiều, tuy nhiên là nó là những cái bộ quần áo thu đông thì sẽ phải gọi là trời nó bắt đầu se lạnh để phát nó mới hợp lý các bạn. Sợ phát bây giờ mọi người về lại cảm thấy nó không cần thì lại bỏ đi, nó phí. Giờ mùa này còn không chưa phải là mùa áo thu đông. Thế là thế hôm nay là đi mua cặp sách nhá. Cặp sách này, sách vở thì nhà trường phát cho đúng không? Nhà trường phát. Thế thì mua cho cặp này, quần áo với lại dép mới nha. Tên Vân. Vân nhá. Vâng. Nhát. Nhát. Cơ bản là bố mẹ thì cũng không có. Bây giờ chú Thím thì chắc là hai em mới lại mua, cũng đi làm suốt, làm gì có thời gian lắm đúng không? Cho có cái ăn là tốt rồi. Cái ăn là tốt và vì ở trên này thì vùng cao đi học các cô cũng không nói tiếng Kinh mấy này, nên các con nó cũng học lớp 3, lớp 4 nhưng mà vẫn chưa biết tiếng Kinh mấy. Cô giáo có nói nhưng mà vì là có những cháu là rất là chậm, không nói được tiếng Kinh nha cô giáo. Cô giáo ở đây còn phải đi học tiếng Mông ấy. Vâng. Cô giáo ở đây phải đi học tiếng Mông thì mới giao tiếp được với lại các cháu này. Nhưng mà Vần Và này là nói được tiếng Kinh rồi nha. Nó thỉnh thoảng ở nhà nó cũng biết mà, nhưng mà bây giờ thì nó lại ngại. Mạnh dạn lên, thanh niên mạnh dạn lên nhé. Ôi giời, nhà cửa ấy quá nhỉ, bây giờ biết làm gì được. Thôi thì cũng cứ kiên trì, bọn anh cứ kiên trì chia sẻ thôi. Nếu mà có duyên thì cũng mong là có ngôi nhà cho các cháu. Ở bên nhà em thì thấy cũng chật lắm nhỉ. Cũng chật và em cũng mong là hai anh và các nhà hậu tân cứ giúp cho hai em đứa cháu này sửa cái nhà, cái nó cũng nhìn cũng là nó cũng cũ hết rồi và cũng sắt đổ này, sửa thì không sửa được không đâu, không có điều kiện này. Em cũng mong hai anh và các nhà hậu tân sửa được phần nào thì phần đấy cho hai cháu, để sau này hai cháu có tương lai sau này mà có sống nữa. Vì em có con mà cũng không có chỗ để đi là thì anh mua thì đi là ngày địa chỉ đường chục mấy chục nên cũng không có viền ổn định. Là đường mười mấy ngày hoặc là nửa tháng thì lại hết công viền, chỉ về nhà chăm bò là chăn nuôi các cỏ cho bò và lợn. Tí viền cũng không có viền nào ổn định nè. Nói ra thì cũng không có tiền để xây cho hai đứa cháu. Có tiền mà xây được thì chỉ có cái ăn cho các cháu lại đi học, lại không có điều kiện sửa cho hai cháu. Cái này thì không sửa được đâu. Sửa bây giờ kệ nó thế này thì nó còn đứng tạm được thời gian, nhưng mà dở ra động ra là nó đổ hết. Vì nó còn cái gì đâu em, nó cây que thì nó mục mọt hết rồi còn đâu nữa mà sửa được. Nói chung là cũng mong muốn thôi các bạn,
cũng mong muốn để giúp đỡ cho hai cháu thôi, vì điều kiện của nhà nhà em mua thì không có. Đấy, cho các cháu được bữa ăn cũng đã là tuyệt vời rồi, cho các cháu được có cái cho vào bụng hàng ngày đã là một cái sự nỗ lực cố gắng của hai vợ chồng em mua và em Giàng rồi, chứ không nói gì đến mơ ước là có điều kiện để có thể làm được một ngôi nhà mới. Mà thực ra là để mà làm thì mình phải ưu tiên nhà mình trước, chứ nhà mình còn chưa có một cái gì thì mình làm sao mà đi làm giúp đỡ được cho hai cháu, đúng không? Bây giờ cho ông các bà cháu thì cũng ố yếu, ông cứ ố yếu mấy mình cũng không làm được gì nên công việc cũng không có ổn định. Ông có ông bà và có bà cả bà cụ cũng ố yếu nên hai em cũng không có điều kiện để ra ngoài được là nên cũng chỉ ở nhà trông các cô mà ông bà cũng không có tiền để xây cho hai cháu. Nên cũng mong các nhà hậu tâm nó sửa được phần nào thì mình đấy em cũng không mong gì nhiều, mình sửa được cái nhà cho hai đứa cháu là tốt. Thực ra nếu như cái ngôi nhà nó cái bộ khung xương nó vẫn còn tốt ấy, thì với một cái khoản tiền nho nhỏ thôi, khoảng tầm vài chục triệu thôi các bạn, ví dụ như đến bây giờ cái quỹ của kênh thì cả cái khoản tiền hôm nay của bà Liễu không hỗ trợ nữa thì gom vào quỹ cũng đâu đấy được khoảng tầm 24-25 triệu rồi. Đấy, nếu ví dụ như để mà thay một cái mái tôn bình thường, nếu mà bộ khung xương nó còn cứng, đấy, tường tiếc nó còn đảm bảo thì chỉ hỏng mái thì có thể thay tôn mái, một là không cần dùng tôn xốp, tôn bình thường cũng được thì vẫn thoải mái. Nhưng mà với một cái ngôi nhà như thế này thì có lẽ là cứ để nguyên như thế này thì nó còn cứ đứng được, nhưng mà chỉ cần động vào một góc nào đấy thôi thì xác định là bỏ đi hết. Đấy, vì những cái cây cột này nó cũng đã mục mọt, những cái xà gồ các thứ là nó cũng đã hỏng hết rồi. Và may mắn là hôm vừa rồi mưa to gió lớn là mấy ông cháu có ngủ ở đây mà thấy nó không ổn cái thì ông cũng rất là tỉnh là đã đưa cháu về bên nhà, chứ không mà hôm đấy mà ở đây mà đêm hôm mà nó đổ ụp cái bức tường này vào. Bức tường này rất là dày các bạn. Bức tường này, tường đất này nó đâu đấy phải rơi tầm 6-70 phân mà nó đổ vào cái khu vực ngủ thì thật sự là không nói trước được điều gì đâu. Vì đã có rất là nhiều trường hợp ở trên Yên Minh này. Đấy, nhưng có những ngôi nhà, có những nhà thì không ảnh hưởng gì đến người. Đấy, nếu mà sớm ấy, thì không sao. Nhưng mà đêm hôm ngủ say sâu giấc mà mưa bão, mưa lâu nó ngấm đất đồi đất đằng những cái tả ly dương nó cao, nó sạt, nó xô vào tường, nó đổ, là thậm chí có những gia đình là gặp những cái trường hợp xấu số, mọi người cũng đã bị rồi, cũng có rồi. Thế ông bố chồng ốm yếu suốt à? Vâng, đợt này. Mà anh vào có lẽ là hình như là sang bên nhà một lần hay hai lần cũng không gặp mấy nhỉ. Ông đợt đấy đi đâu ấy. Mà bà cụ cũng không thấy. Bà cụ thì nó cũng ở nhà nhưng mà đôi lúc thì nó lại đi với nhà các cô này, các cô và con gái của cô. Bà của ông thì ốm yếu nhưng mà đôi lúc thì nó cũng thỉnh thoảng đi tập thể dục nó hoặc là nó đi chặt củi này. Ốm yếu nhưng mà cuộc sống cũng khó khăn nên cũng không được ở nhà mấy, cũng đi chặt củi. Ốm yếu nhưng vẫn không được nghỉ. Không được nghỉ nếu như gia đình có điều kiện thì người già cả ốm yếu là đều được nghỉ rồi. Các cụ nói rồi, ốm tha già thải rồi. Nhưng mà với vùng cao thì mọi người ở đây là thiếu thốn đủ đường các bạn. Thậm chí là có những vào trong thôn có những chú, có những anh chỉ ngoài 40 thôi hoặc là 50 tuổi quay về đã cảm giác người ta đã rất là già rồi. Người ta nếu mà trông như người ở ngoài phố hoặc là như người xuôi thì đã trông như người tầm 60, ngoài 60 tuổi rồi. Nên là mọi người thiếu về ăn, thiếu về đủ các mọi thứ, về sinh hoạt hàng ngày là cũng đã thiếu thốn rồi. Và cái ăn uống nó không đảm bảo nữa. Nên là đấy, nói đây cũng là một cái nhân chứng đây. Đây, hai cháu này, một cháu là lớp 4 rồi. Một cháu là lớp 2 nhỉ?
anh lại còn bé hơn em cơ. Đấy. Mà em thì bằng bằng này thôi, nhưng mà nếu mà so với lại các cái độ tuổi cũng như cháu Vân này thì các bác cũng không bao giờ nghĩ đến là Vân và đã hơn 10 tuổi rồi. Đấy. Đã Vân đâu nhỉ? Và này là bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi rồi? 11 tuổi. Đấy 11 tuổi rồi. Vân này là 10 tuổi. Đấy, anh em đấy, 10 tuổi mà đứng dậy cho các bác xem nào. Xem nào. Nào, và đứng dậy xem có A cao được hơn em không? Hai anh em bằng nhau mà còi dí này. Bé tí bé teo. Đấy là cũng vì là những cái thiếu thốn. Đấy, đến bây giờ thì năm nay nhà em thu hoạch ngô thế nào, có được nhiều không? Năm nay mùa này thì ở trên là cũng không có mưa nhiều. Mùa này thì năm nay thì nó thất mùa, nó chỉ được ít. Cũng không được nhiều như mấy năm trước. Năm nay thì chỉ được ít thôi. Nếu so ăn với tính trong mùa sau thì chắc là cũng không đủ. Nhưng mà sao anh thấy đây, sao họ trồng có nhà thì bây giờ ngô mới bắt đầu ra đồng này. Sao có nhà này đã thu rồi? Cứ trồng cứ mùa này là mùa đông, họ nếu mà họ chưa thu ấy, họ chưa thu cái mùa trước này mà họ đã trồng vào nên nó thu mùa trước xong thì mùa đấy nó mới bây giờ nó mới thu. Đây đi thấy có những đám ngô mới bắt đầu ra đồng, mới bắt đầu có quả ấy. Có nhà lại đang đi bẻ ngô. Mọi người này không trồng cùng nhau à? Cũng trồng cùng nhau mà có một số vụ thì nó lại nhiều đất thì nó lại trồng sau nhé. Nó lại không trồng được nhiều. Có vụ thì nó mà đợi khi nào có mưa thì mới là trồng ấy, không có mưa trồng thì nó cũng không ra. Nó cũng không. Thế gạo còn không? Đợt nọ thấy bảo có lúa ấy, có ruộng ấy. Có nhưng mà lại chưa thu. À. Nhưng mà mưa to quá thì nó cũng hỏng hết nửa rồi. Nhìn trong thì nếu mà đi thu về chắc cũng được 2-3 tạ, 2-3 bao. Lúa? Năm nay thì nó lại không tốt, mưa thì lại mưa nhiều quá. Nó cũng là cơ bản cái thời điểm vừa rồi là nó ảnh hưởng của bão. Bão thì lại vào giai đoạn lúa đang bắt đầu trổ đồng. Ở trên này thì những cái đám ruộng gần như là trâu bò đi cày lùi thôi. Cày là cày đi xong là muốn mà không thể quay đầu được. Toàn thấy những đám ruộng bé bé bằng này là không đủ để quay đầu, lại phải cày lùi. Rồi thống nhất là chủ nhật chú vào đón xong là đi mua quần áo, mua cặp sách các thứ nhá. Vâng. Ok không? Vâng, có. Vâng. Hả? Có. Có to nên. Sợ gì? Tên. Mấy hôm nay có thịt ăn không? Có được ăn thịt không? Hả? Thì cũng thỉnh thoảng có bữa ăn. Bây giờ là toàn ăn mèn mén à? Mèn mén với rau cải. Rau cải thì mưa cũng to nên cũng là nó cũng không chưa được ăn. Mưa to quá thì đi làm cho nó hỏng hết. Cũng không có chị. À bình thường nếu mà quan trọng là chị mèn mén. Chủ yếu là mèn mén. Đúng, mèn mén. Hôm bữa thì cũng có rau. Chủ yếu là chỉ có ít rau với là mẹ mén thì cũng thịnh thọ thì bữa cũng không có nhiều. Cái thôi. Ăn chính hàng ngày chị là mẹ mé với ăn rau. Rau thì mùa này cũng chưa có nữa. Nhưng mà rau cải chính thức là phải tầm vào tháng 10 nhỉ? Thế này tầm tháng 10 mới bắt đầu. Nó bắt đầu lạnh rồi thì mới rộ rau cải. Thôi cố gắng thôi em ạ, cố gắng vì là mình thôi thì các cháu thì cũng còn mỗi ông bà mới lại chú thím là ruột thịt. Tuy là vẫn còn nhiều khó khăn nhưng mà cố gắng cứu mang vậy. Rồi thì anh, kênh bọn anh thì cũng sẽ cố gắng làm sao mà chia sẻ. Hy vọng là sẽ có duyên gặp được những nhà hảo tâm có những cái tấm lòng vàng để trợ giúp thêm. Thôi thì cũng mong là các bác chia sẻ thật nhiều. Thôi mỗi người một chút tích tiểu thành đại thôi các bác. Hy vọng là có được những cái khoản tiền
đủ để có thể giúp cho các cháu có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Đấy, và cũng thông qua đây thì cũng rất là cảm ơn em Giàng, em Mua đấy, cũng đã cố, mặc dù đấy, sang nhà thì không có cái gì đâu, cũng đã cưu mang các cháu, ít nhất thì còn có chỗ để ngủ, còn có cái để ăn. Thế là cũng là một cái phước rất là lớn rồi. Đấy, còn mọi thứ đến với các cháu thì nó cũng tùy duyên đó các bạn. Mong là hôm nay thì đấy, thêm cái khoản trợ duyên từ bà Liễu Không, thì mong rằng từ những video này trở đi thì cũng mong nhận được thêm nhiều sự đóng góp từ các bác để cho các cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đấy, những trường hợp như thế này thì có lẽ là anh em cũng đã gặp rất là nhiều hoàn cảnh mà cũng giúp rất nhiều hoàn cảnh rồi. Rất là nhiều bác khán giả nói là ở ngoài kia còn nhiều cái trường hợp khó khăn, mà đúng đây thì một hoàn cảnh mồ côi bố mẹ thì không ở cùng nữa, mẹ thì đi Trung Quốc rồi, đến bây giờ thì gần như bặt vuông tín biệt tăm biệt tích rồi, và hai cháu bây giờ cũng chỉ sống dựa dẫm vào người thím người chú thôi. Nhưng cuộc sống của mọi người ở đây còn cực kỳ thiếu thốn, còn cực kỳ nghèo. Đấy, thì mong rằng anh em sẽ cứ chia sẻ dần dần, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì sẽ có thêm nhiều anh em nữa cùng đồng hành, nhiều kênh nữa đồng hành để mà lan tỏa thêm. Bây giờ nhá, các con nhìn vào ống kính nhá, cảm ơn bà Liễu Không. Đấy, hôm nay bà đã có quà nhá, có có tiền để giúp cho các con sau này nếu mà may mắn thì được làm nhà để cho đỡ vất vả nhá. Ok không? Nhá, bà Liễu Không nhá. Chú cháu cảm ơn bà Liễu Không. Bà Liễu Không đã cho chúng cháu, đã cho chú cháu tiền mua gạo vàng, tiền mua gạo vàng cho các con, đồ cho các con. Các con cảm ơn bà, cảm ơn bà. Bà thì thầy, bà không nói được à? Thôi dần dần nhá, dần dần là ai cho cái gì là cũng phải hai anh em phải cảm ơn, nhớ chưa nhá, để các ông các bà còn giúp đỡ sau này có cuộc sống nó tốt hơn, nhớ chưa. Và có lẽ là video này thì cũng xin khép lại tại đây thôi. Rất là cảm ơn bà Liễu Không, chúc bà luôn luôn thật nhiều sức khỏe, và mong rằng bà sẽ còn đồng hành để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh ở trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên hơn. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt cô ba anh chị, và hẹn gặp lại ở những video sau ạ. Xin chào nào các con. Xin chào.